Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua thì trên tuyến quốc lộ 14 đoạn km 983 thuộc khu vực ấp 3, xã Minh Lập, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, hai xe máy đi không đúng phần đường quy định đã va chạm với xe tải khiến hai thanh niên nguy kịch. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển số kiểm soát 61H14816 do tài xế Hồ Kim Toàn, 29 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước điều khiển, chạy trên đường quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi Bình Dương. Khi đi đến đoạn đường trên, tài xế Toàn chuyển hướng xe thì bất ngờ hai xe mô tô do Hồ Thanh Thắng và Nguyễn Hồng Sang cùng ngụ huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước điều khiển, chạy cùng chiều phía bên trái đã tông vào xe tải. Cú va chạm khiến một xe máy chui vào gầm xe tải và một xe đâm vào thành bên của xe tải. Hai thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng.